Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận chuyển đi lại của hành khách, bởi vậy công tác bảo đảm an toàn phòng dịch trong thời điểm này là rất quan trọng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Tân Sửu 2021 tại bến xe và ga tàu của Hà Nội. Do những diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh, nhiều địa phương hạn chế việc vận chuyển người đi lại. Tại bến xe Giáp Bát, mặc dù đã là 25 Tết, nhưng lượng hành khách tại bến không những không gia tăng mà còn có xu hướng giảm hơn so với ngày thường. Ghi nhận tại bến xe, công tác phòng dịch được thực hiện tương đối tốt. Tại các điểm chốt ra vào đều có đặt dung dịch sát khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt, 100% hành khách thực hiện đeo khẩu trang. Bến xe thì đã xây dựng cái phòng cách ly, đặc biệt thì có những cái trường hợp đột xuất mà nhiễm COVID thì chúng ta phải cách ly ngay lập tức. Thì cái đó là công tác chuẩn bị như thế. Được đánh giá rất cao và thực hiện trên các xe thì đều là số lượng hành khách để đảm bảo cái khoảng cách giãn cách. Tại ga Hà Nội, công tác phòng chống dịch cũng bảo đảm nghiêm với phương tiện, nhà ga, nhân viên phục vụ tàu. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lượng hành khách đổi trả vé lên đến 50%, tương đương gần 150 tỷ đồng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng lên phương án hỗ trợ người dân, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong trường hợp mà hành khách có nhu cầu hoãn chuyến đi, đổi vé thì tất cả các vé đó sẽ được ngành đường sắt giữ lại bảo lưu trong vòng 1 năm, sẽ được đổi chuyến, sẽ được đổi hành trình và sẽ được kể cả đổi tên cho người khác đi mà không mất phí trong vòng suốt 1 năm. Thế còn nếu trường hợp mà hành khách vẫn muốn trả lại thì tổng công ty cũng như là các cái đơn vị vận tải sẽ thực hiện cái việc hoàn trả lại vé cho hành khách. Ghi nhận công tác phòng chống dịch tại bến xe Giáp Bát và ga Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội nói riêng và các bến xe, nhà ga trên cả nước nói chung cần tiếp tục bảo đảm công tác phòng chống dịch, đồng thời triển khai phương án tổ chức giao thông, sắp xếp điều tiết phương tiện và tăng cường xe để giải tỏa khách trong những ngày này. Là các đơn vị cần phải bổ sung một số việc. Thứ nhất là tại những cái điểm như thế này, không chỉ là khách nội địa mà chúng ta có thể là có nhiều khách quốc tế. Do đó các cái biển báo hướng dẫn nên sử dụng là song ngữ, trong đó có tiếng Anh, để hành khách nước ngoài, người ta có thể là chấp hành nó tốt hơn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các bến xe, nhà ga phải đặt mục tiêu phục vụ hành khách về quê ăn Tết tốt nhất, phòng chống dịch COVID-19 cao nhất, an toàn nhất. Để đạt được mục tiêu này, các bến xe, nhà ga phải thực hiện mọi biện pháp nhằm bảo đảm phương tiện an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để không người dân nào không có phương tiện về quê ăn Tết.